Thầy xin gửi chào đến tất cả các em học sinh thân yêu. Mời các em cùng tiếp tục với thầy và tola.vn. Chúng ta tìm hiểu về phản tách nước ancol. Ở những nội dung video trước thì thầy đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về cái nguyên tắc tách nước rồi, thông qua cái nguyên tắc dài xếp OH của ancol nó sẽ tách cùng với H ở carbon bên cạnh để tạo ra anken. Và trong cái tình huống là nếu mà bây giờ chúng ta có nhiều H ở carbon bên cạnh thì sao? Thì lúc này sản phẩm nó sẽ ưu tiên nó sẽ OH tách cùng với H ở carbon bậc cao hơn bên cạnh và thầy đã chú ý cho các bạn, nếu mà ancol mà theo cấu tạo mạch lúc này C bên cạnh nhóm OH không còn hiro nữa thì sao? Có tách được tạo ra anken không? Câu trả lời là có nha. Nhưng lúc này cấu tạo của anken nó đặc biệt một chút. Đó là nối đôi nó sẽ không phải nằm ở trên cái anh C liên kết OH mà lúc này nối đôi nó sẽ bị dịch chuyển vào phía trong. Các bạn nhớ cho thầy. Và các bạn có thể nhìn thấy đây, ở nội dung video trước thầy đã phân tích cho bạn về cái mô hình thí nghiệm tách nước của anh Ethanol để tạo ra ethylene. Thông qua mô hình này các bạn có thể thấy được những cái ưu nhược điểm như thầy đã phân tích rồi. Xong trên nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục nghiên cứu về phản tách nước thông qua năm cái phản thường gặp này. Và từ năm phản thường gặp này thì thầy sẽ dẫn chứng các bạn một số những chú ý và những trường hợp đặc biệt. À, thông qua năm phản này các bạn có thể thấy rằng gì? Điều kiện để ancol tách nước tạo ra anken thì tối thiểu thì anh ancol này phải có 2C. Bởi vì anken tối thiểu của chúng ta nó phải có 2C, khi đó ancol tối thiểu cũng phải 2C, đúng không? Thông qua phản số 4 này các bạn có thể thấy rằng uh, nguyên tắc giai xếp đã được phản ánh ở đây. Nhóm OH sẽ được ưu tiên tách cùng với lại carbon tách cùng với hiro carbon bậc cao bên cạnh, tức là sản phẩm chính nó sẽ là OH tách cùng với hiro carbon này. Đây là carbon bậc 2. Khi đó sản phẩm chính tôi sẽ được là CH3 c 2 mất đi H còn lại là CH nối đôi CH và nối đơn C3. Đây là sản phẩm chính. Thế còn sản phụ OH nó sẽ tách cùng với hero ở các con bậc thấp hơn. Các con bậc thấp hơn các bạn ngoài cùng là các bạn bậc 1. Đó là C3, C2, CH nối đôi CH2. Các bạn có thể thấy ở đây. Đúng không ạ? À, chúng ta có thể viết tắt sản phẩm chính là SPC. Sản phụ là SPP. Đúng không? À, sau đây chúng ta đến với chú ý nhé. Một số chú ý và trường hợp đặc biệt. Chú ý đầu tiên, thầy muốn đưa ra một cái khẳng định cho các bạn. Nếu bây giờ chúng ta một ancol mất nước mà đề bài cho biết là tạo ra anken thì mình có thể khẳng định ancol ban đầu nó sẽ là ancol no đơn chức. Tất nhiên trong cái tình huống là ancol mạch hở mà chúng ta xét trong đề thi chỉ là mạch hở thôi, được chưa? Nhìn thấy đây, sản phẩm ta nếu mà là anken thì những anh ancol ban đầu đều có đặc điểm chung Chúng đều là những ancol no đơn chức mạch hở Các em thấy chưa? Và khẳng định thứ hai, cái chú ý số 2 thầy muốn đưa ra các em Nếu bây giờ một ancol mất nước mà tạo ra sản phẩm hữu cơ Đề bài không nói rõ cho ông ta nó là anken hay là gì cả Được chưa? Nhưng có một thông tin Tỷ khối hơi của sản phẩm so với ancol nhỏ hơn một Lưu ý nhé, tỷ khối hơi viết tắt là D Tỷ khối hơi của sản phẩm trên ancol nhỏ hơn một tức là m lớn của sản phẩm chia m lớn ăn côn nó phải nhỏ hơn một và chúng ta suy luận ra điều gì ạ đây nó cũng sẽ là gì ăn côn ban đầu nó cũng sẽ là ăn côn no đơn chức mạch hở được chưa ok nhé và cái anh sản phẩm nó là anken đây đây là cái kết luận chúng ta sản phẩm là anken và ăn côn là no đơn chức mạch hở và nếu bây thầy hỏi các bạn khối lượng phân tử của hai anh chênh lệch là bao nhiêu thì thầy tin rằng nhiều bạn cũng sẽ hiểu nó chênh lệch bao nhiêu nó sẽ chênh lệch bởi chính là cái gì cái anh tách ra nó chính là à chính là H2O đúng không M ancol trừ lấy M anken sản phẩm nó sẽ chênh bằng 18 các bạn nhớ điều này để chúng ta áp dụng vào làm bài tập nhé à, trên đây là hai cái chú ý là hai cái khẳng định thôi sau đây chúng ta sẽ đến với một số trường hợp khi chúng ta tách nước hỗn hợp ancol thì sao nào các bạn cùng quan sát này Bây giờ nếu mà hai ancol mất nước mà tạo ra một anken thôi thì đây thông qua năm cái phần ví dụ năm cái phần thường gặp gợi ý ở đây thì các bạn hãy có thể đưa ra nhận định không ạ nào hai ancol chỉ tạo ra một anken thôi à, chúng ta thấy đó là thông qua cái phản ứng số 2, số 3 nó là dẫn chứng hai ancol khác nhau nhưng chỉ tạo ra một anken thôi đúng nào vậy thì khi đó hai ancol này có đặc điểm gì ạ các bạn có thể nhìn thấy hai này nó là đồng phân của nhau Từ đây mình sẽ đưa ra kết luận cho thầy Nếu hai ancol mất nước chỉ tạo một anken Thì hai ancol đó sẽ là đồng phân của nhau Nhớ nhé, thầy ghi lại cho các bạn À trong cái trường hợp Đó là hai ancol mà tạo ra chỉ một anken thôi tạo một anken thì suy ra hai anh này nó sẽ là đồng phân của nhau. Hai anh côn là đồng phân của nhau. Và thông qua hai cái phương trình ví dụ đó sẽ chính là phẳng số 2 và phẳng số 3 như thầy đã liệt kê ở bên phần bảng này. Được chưa nào? Ok nhá. Tiếp tục. Trong cái tình huống khó hơn, bây giờ nếu mà tách ước ba anh côn, mà chỉ tạo ra hai anh ken thôi. Nhưng lúc này Han Ken người ta cho thông tin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Nào, chúng ta hãy cùng quan sát những phản này. Ban côn mà chỉ tạo ra Han Ken thôi. À, chúng ta thì nhìn thấy nhé. Ban côn tạo ra anh Ken. Đây. Giả sử một hai ba, các bạn có thể nhìn thấy ngay. Ban côn lúc này là ban côn khác nhau, nhưng tôi chỉ được là Han Ken thôi. Đúng không? Hai này là đồng phân rồi. Han Ken thôi. Và thấy hai anken này nó là sao? ạ? Nó là đồng đẳng kế tiếp rồi Từ đây chúng ta sẽ đưa ra cái kết luận như sau Trong cái tình huống này Khi ban côn mất nước chỉ tạo ra hai anken đồng đẳng kế tiếp Thì mình có thể khẳng định Hai ancon ban đầu nó sẽ phải là đồng phân của nhau Cụ thể là cái đồng phân số 2, số 3 Hai này đồng phân của nhau Và thêm nữa ban anken nó sẽ được gọi là Ba anh là đồng đẳng kế tiếp nhau Được chưa? C2 với lại C3 các nhé. Ok. Vậy thì với cái trường hợp đó là gì ạ? À, đó là ban côn mà chỉ tạo ra hai ken thôi. Tạo ra hai ken. À, nó là kế tiếp đúng không ạ? Thì mình có thể lấy ví dụ hai ken kế tiếp nhá. Thì mình có thể lấy ví dụ cái phản ứng số 1, số 2 và số 3. Lúc này chắc chắn sẽ có hai ancol nó phải là đồng phân của nhau, được chưa? Và ba anh lúc này nó sẽ được gọi là ba anh kế tiếp nhau thì tôi mới thu được là anken kế tiếp. Nhớ chưa? Chúng ta sẽ đến với cái tình huống thứ ba đó là nếu bây giờ mà hai ancol mất nước mà tạo ra tận ba anken thì sao? Lúc này người ta cho thêm đó là hai Ken nó là đồng đẳng kế tiếp. À hai ancol mà tạo ra tận ba anken thì chứng tỏ một điều chắc chắn một anh ancol nó phải tạo ra được hai anken -an khi đó nó sẽ tạo ra hai sản phẩm chính và phụ cụ thể như thế này à, các bạn có thể quan sát phẳng số 3 và số 4 đúng không hai ancol mà tạo ra được là ba anken đúng chưa tạo ra ba anken hoặc là phẳng số 4 và số 5 hai ancol tạo ra ba anken trong đó Chúng ta thấy rằng là hai anken nó là đồng đẳng của nhau, đúng không? Hai anken nó là đồng đẳng của nhau. Được chưa? Thì từ đây mình sẽ đi đến cái kết luận cho thầy. Khi đó hai ancol nó phải là đồng đẳng kế tiếp nhau thì mới thu được là hai anken kế tiếp. Và có hai anken nó sẽ phải là đồng phân của nhau. Các em nhớ nhé. Vậy thì ở đây cái trường hợp mà thầy đã nêu đó là gì ạ à nó là hai ancol tạo ra tận ba anken trong đó là gì ạ hai anken kế tiếp thì thông qua cái phản ví dụ đó là ví dụ phản số 3 và phản số 4 hoặc là gì phản ví dụ số 4 và phản số 5 thì mình sẽ đưa ra cái kết luận tổng quát này Các em rõ chưa ạ À, vậy là trên đây, thông qua những cái phản ứng thường gặp này và thông qua những cái nhận định này thì mình đã tìm ra được cái chìa khóa, à cái định hướng tổng quát nhất khi đề bài cho chúng ta dữ kiện về ancol về sản phẩm thì mình có thể đưa ra những cái kết luận như thế này. Các bạn rõ chưa? Thầy tin rằng qua những cái chú ý và trường hợp này các bạn sẽ hiểu hơn về đặc điểm phản tách nước tạo ra ancol từ đó sẽ có cơ sở để làm những cái bài tập tách nước tạo ra ancol, tạo ra anken. Thầy chúc em học tốt.